Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, chắc hẳn nhiều bậc cha mẹ đang mong muốn có một cô con gái tuổi mèo vào năm 2023. Nhưng các bạn băn khoăn không biết nên chọn hạ sinh bé gái vào tháng mấy để cuộc sống của bé được thuận lợi, đường đời được an nhiên tự tại như những chú mèo. Vậy hôm nay trong video này, tôi sẽ giúp quý vị và các bạn lựa đoán tổng quan tử vi của các bé gái được sinh từ tháng 1 đến tháng 12 năm Quý Mão 2023. Và cùng lựa chọn xem bé gái ra đời trong tháng mấy thì cuộc đời bình an hạnh phúc hơn nhé. Trước hết chúng ta cần biết các thông tin sau. Những người sinh năm 2023 Quý Mão sẽ cầm tinh con mèo và mang mệnh kim, cụ thể là kim bạch kim vàng pha bạc. Xét về thiên can, quý trong chữ Quý Mão sẽ tương hợp với Dậu, tương hình với Đinh, Kỷ. Xét về địa chi, Mão sẽ tam hợp với Hợi, Mùi và xung khắc với Tý, Ngọ, Dậu. Xét về ngũ hành, mệnh kim, bạc kim sẽ tương sinh với Thủy, Thổ, kim sinh Thủy, Thổ sinh kim, tương khắc với mệnh mộc, Hỏa, kim khắc mộc, Hỏa khắc kim. Sinh con năm 2023, mệnh kim sẽ hợp với những màu sau. Màu của bản mệnh thuộc hành kim là xám trắng ghi, màu tương sinh hành thổ, nâu vàng sẫm. Ngược lại, người cầm tinh con mèo sinh năm 2023 cần kiêng kỵ các màu như là màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu tím thuộc hành hỏa. Các bé gái sinh năm Quý Mão 2023 có trạch quái nằm tại cung khôn thổ thuộc Tây Tứ Mệnh. Hướng hợp nữ mạng, hướng đông bắc sinh khí, tây bắc phúc đức, tây thiên y, tây nam phục vị. Hướng không hợp với nữ mạng là hướng bắc tuyệt mệnh, đông nam ngũ quỷ, đông họa hại, nam lục sát. Các bạn sinh con gái tuổi Quý Mão thì phần lớn họ sẽ có tính cách dịu hiền, đảm đang, người luôn mang thiện tâm, cảm thông và giúp đỡ vô tư mà không vụ lợi. Họ có cuộc đời khá tốt đẹp, vấn đề về tình duyên, tài lộc hay công danh, sự nghiệp đều được tốt đẹp và sẽ có nhiều cơ hội phát triển về sự nghiệp sau này. Về tổng quan, sinh con gái năm 2023 có đường công danh sự nghiệp đặc biệt rộng mở và sáng lạn, cuộc sống đủ đầy ấm no với nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc đời. Công danh sự nghiệp, tình duyên lẫn tiền bạc đều sung túc đủ đầy. Về sự nghiệp, con gái tuổi Quý Mão sẽ đạt được nhiều thành tựu ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, luôn có quý nhân phù trợ, có số làm quan và làm ăn lớn, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Đặc biệt hợp với khi hợp tác với những người tuổi Quý Mão, đồng tuổi, đinh mùi, ất tỵ. Về thiên tài, con gái năm 2023 không lo túng thiếu vật chất, cuộc đời luôn may mắn, tài lộc luôn dồi dào để giành được nhiều của cải cho con cháu sau này. Về tình duyên, con gái tuổi Mão 2023 luôn gặp được bạn đồng hành, tình cảm chan hòa, luôn che chở và bao bọc cho gia đình, đời sống vợ chồng hòa hợp, yêu thương lẫn nhau, con cái giỏi giang và biết lo cho bố mẹ, hiếu thảo. Năm 2023, tuổi Quý Mão là một năm đẹp để sinh con gái. Người tuổi Quý Mão còn là số tử vi và số mệnh đẹp, rất thông minh và nhanh nhẹn như những chú mèo. Sinh con gái năm 2023 là một năm tốt do con gái tuổi Quý Mão cởi mở, nhiệt tình, hoạt bát và sống lương thiện. Nhìn tổng quan, năm 2023 là một năm tốt để sinh con gái. Mỗi em bé sinh ra vào tháng khác nhau sẽ có những đặc điểm nổi bật hơn người. Sau đây là vận mệnh con gái tuổi Quý Mão 2023 theo từng tháng sinh. Tùy theo mong muốn của gia đình về con gái, bạn hãy chọn tháng sinh phù hợp nhất. Bố mẹ lưu ý đây là tháng âm lịch. 1. Sinh tháng 1 âm lịch, tháng Giáp Dần, ngũ hành thuộc Thủy, trong khi năm Quý Mão có ngũ hành thuộc Kim sinh Thủy. Do đó các bé gái sinh vào mùa xuân và đặc biệt là vào tháng riêng có thể phần lớn sức khỏe không được tốt. Bên cạnh đó, những em bé sinh tháng Giáp Dần còn có Kim Dư, Phúc Tinh, Vong Thần, Lưu Hà, Thanh Long, cho thấy là các bé gái được sinh ra vào tháng này có tinh thần trách nhiệm, có hình thức, khá cần cù, tiết kiệm, chắc chắn, thật thà, nhiệt tình và nghiêm túc. Tuy nhiên rất có thể sẽ không bền chí, cứng nhắc và bảo thủ. 2. Sinh tháng 2, tháng Ất Mão, có ngũ hành thuộc Thủy. Như vậy Kim sinh Thủy, bên cạnh đó tử vi tháng 2 của các bé gái sinh năm Quý Mão xuất hiện các sao Lưu Niên Văn Tinh, Thiên Khôi, Tiểu Hao, Thái Tuế, Thiên Khốc, nên cho thấy rằng các bé có thể hồi bé khó nuôi hay ốm vặt do sức khỏe kém, dễ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa, có thể làm hao tài của cha mẹ liên quan đến việc chữa bệnh. Các bé sinh ra ở tháng 2 sẽ có khuynh hướng cô độc, khá cứng tính, nguyên tắc, rõ ràng và khá đàng hoàng. Các bé có óc sáng tạo, thông minh, nhạy bén và có khả năng lãnh đạo. 3. Sinh tháng 3, tháng Bính Thìn, là tháng có ngũ hành thuộc thổ, thổ sinh kim.
Tử vi của các bé sinh tháng Bính Thìn trong năm Quý Mão có sự xuất hiện của các sao Thiếu Dương, Tướng Quân và Thiên Không gặp tuần trung không vong, cho thấy các bé sẽ là những cô bé thông minh hoạt bát, có cá tính mạnh mẽ, nhân hậu, hiền hòa tử tế, thích tôn giáo tín ngưỡng, thích giúp đỡ người khác, nên thích hợp làm các công việc liên quan đến cộng đồng, hoạt động liên tục. Nhưng cuộc sống cá nhân có phần không như ý, bởi vì càng cao tuần đã giới hạn sự thành tựu của các bé, do đó các bé sẽ được thử thách nhiều và phải nỗ lực nhiều. 4. Sinh tháng 4, tháng Đinh Tị. Tháng này có ngũ hành thuộc thổ với các sao Tấu Thư, Đường Phù, Thiên Việt, Thiên Phúc, Tăng Ngôn, Thiên Mã, Cô Thần, Phá Toái, tuần trung không vong. Các bạn sinh vào tháng này sẽ có khuôn mặt u sầu, thường cô đơn hay nghĩ tiêu cực, bế tắc. Khá thông minh, có khả năng ăn nói nhưng mọi sự khó thành hay phải buôn ba nhiều, dễ nản chí. Lưu ý Thiên Mã ngộ kình đà, nếu nằm trên đất tuyệt thì lại càng phải chú ý gìn giữ tay chân, dễ gặp hạn liên quan đến xe cộ hoặc bị thương tích tay chân. 5. Sinh tháng 5, tháng Mậu Ngọ. Ngũ hành thuộc hỏa khắc chế kim. Bên cạnh đó, trong tử vi của các em bé được sinh trong tháng 5 có sự xuất hiện của sao Phi Liêm, Thiên Quang, Thiếu Âm, Thiên Hỷ. Điều này cho thấy rằng các bạn nữ sinh trong tháng này là những người vui vẻ, nhanh nhẹ, biết nhường nhịn hay chịu thiệt về mình, khá là cung kính và lễ phép. 6. Sinh tháng 6, tháng Kỷ Mùi, ngũ hành thuộc hỏa, khắc chế kim. Trong tử vi của những bé gái sinh tháng 6 có xuất hiện các sao Hỷ Thần, Quan Phù, Hoa Cái, Long Trì, Phượng Cát, Sải Thần. Những em bé gái được sinh ra trong tháng này, phần lớn sẽ có cốt cách thanh tao, có ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, đặc biệt nếu là da rẻ, hồng hào, mịn màng, khí chất tao nhã giống các tiểu thư khuê các. Các bé gái này từ nhỏ đã biết làm đẹp, khá chăm chỉ, vui vẻ nhưng không dễ gần, là người có quy tắc, sống theo khuôn mẫu, có tài quản lý công việc một cách khoa học. Những bé gái sinh ra ở tháng này khá may mắn, cuộc đời cũng bình an, suôn sẻ. 7. Sinh tháng 7, tháng Canh Thân, ngũ hành thuộc mộc. Tháng Thân là tháng chính kim, vì thế kim mạnh nhất. Trong tử vi thì có các sao Bệnh Phù, Nguyệt Đức, Quốc Ân, Tử Phù, Kiếp Sát. Các bé gái sinh ở tháng này thường có phần không theo khuôn phép, nhưng cũng là những người đáng tin cậy, có thể có sự nghiệp riêng. Các bé vô cùng hoạt bát, thông minh và tài lãnh đạo, thế nhưng lại khá liều lĩnh và mạo hiểm. Số được quý nhân phù trợ, phù hợp với công việc kinh doanh. 8. Sinh tháng 8, tháng Tân Dậu, ngũ hành thuộc mộc. Tử vi lại có các sao Đại Hao, Túy Phá, Thiên Hư. Các bé gái được sinh ra trong tháng Tân Dậu phần lớn sẽ có sức khỏe tốt, tuy nhiên có thể dễ có bệnh về đại tràng, dạ dày hoặc bệnh về răng miệng. Cuộc sống công việc cũng nhiều lần hao tán. 9. Sinh tháng 9, tháng Nhâm Tuất, ngũ hành thuộc thủy. Trong tử vi xuất hiện các sao Phục Binh, Thiên Trù, Long Đức, nên chủ về việc các bạn dễ bị phá hoại bởi thị phi. Cung Tuất là cung địa võng nên được coi là nằm trong lưới trời, do đó mọi công việc vận hành cần chú ý, tuân thủ quy tắc, tránh bị liên quan đến pháp luật. 10. Sinh tháng 10, tháng Quý Hợi. Ngũ hành thuộc thủy và tử vi có sao Bạch Hổ, Quan Phủ, Đán La. Các bé gái sinh vào tháng 10 Quý Hợi năm 2023 thuộc trong tam hợp của Tuế, Hổ, Phù nên đôi lúc phải đối mặt với những nguy hiểm cũng như dễ dàng vượt qua và mọi việc tốt đẹp nếu biết kiên trì. Các bé gái nếu mệnh nằm tại Hợi thì sẽ mắc các bệnh liên quan đến máu huyết và xương khớp. 11. Sinh tháng 11, tháng Giáp Tý, ngũ hành thuộc kim và có sự xuất hiện của các sao Phúc Đức, Thiên Đức, Đoài Hoa, Hồng Loan, Bác Sĩ Lộc Tồn, Tại Tý bị triệt lộ không vong. Điều này thể hiện rằng các bé gái này phần lớn là những đứa trẻ khỏe mạnh, xinh đẹp, sạch sẽ và nhận được sự ủng hộ của bề trên rất lớn. Các bé gái này rất phù hợp với những công việc mang tính phụng sự như làm đẹp, bác sĩ, thầy thuốc thì rất phù hợp. Về phương diện tình cảm có thể buổi đầu không suôn sẻ. 12. Sinh tháng 12, tháng Ất Sửu. Một tháng có ngũ hành thuộc kim và trong tử vi có các sao Kình Dương, Điếu Khách, Quả Tú và bị triệt lộ không vong. Các bé gái sinh vào tháng 12 phần lớn sẽ khá cô đơn, biết ăn chơi, hưởng thụ và cuộc sống có phần không may mắn, không thuận lợi, dễ bị bạn bè dụ dỗ, không tập trung vào sự nghiệp. Chính vì vậy cần phải chú ý cẩn thận hơn khi kết giao bạn bè. Trên đây là tử vi sơ lược 12 tháng cho các bé gái sinh từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm Quý Mão 2023. Tiệu chung lại thì có thể thấy các bé gái được sinh ra trong tháng 6 và tháng 7, tháng 11 có vận số có phần suôn sẻ, thuận lợi hơn các tháng khác.
Để biết rõ hơn, chi tiết hơn về vận số của một đương số, chúng ta cần có đầy đủ thông tin chính xác về ngày, giờ sinh. Như vậy mới có thể an sao một cách đầy đủ và từ đó mới có thể đánh giá rõ nét hơn và chính xác hơn. Chính vì thế mà nếu quý vị và các bạn sinh con ở những tháng khác cũng không vì thế mà lo lắng. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Đừng quên nhấn theo dõi và click vào nút chuông để cập nhật những video mới nhất nhé.